Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đang quay trở lại với channel của mình và mình là Trần Minh Phương Thảo. Ngày hôm nay thì mình sẽ quay trở lại với một video, đó chính là 5 bài test mà con gái hay sử dụng để thử lòng con trai. Các bạn biết đấy, con gái thì là kiểu chúa tể của việc thích suy luận, thích suy diễn và chúa tể của việc thích thử lòng bạn mà đúng không? Và đương nhiên rồi, video này sẽ kiểu như là khi mà có một cái bài test ấy mà bạn đã biết trước đề và biết trước cách giải rồi ấy, thì bạn sẽ có thể dễ dàng vượt qua được những cái bài test, những cái bài thử lòng của con gái dành cho bạn, đúng không? Vậy nên là phải xem hết đến cuối video này nhá. Bài test đầu tiên mà con gái có thể thường dùng để thử lòng bạn đó chính là làm cho bạn ghen. Đây là một trong những cách mà con gái hay sử dụng nhất và nó diễn ra trong cái giai đoạn mà hai người đang tán tỉnh nhau ấy. Có thể là cô ấy thích bạn và cũng rất hay nhắn tin và nói chuyện với bạn. Nhưng đôi khi ở những cái buổi đi chơi chung với một nhóm bạn ấy, thì cô ấy lại hay tỏ ra thân thiết hơn với một chàng trai khác. Kiểu khoác tay khoác chân này, nói chuyện vui vẻ, nói mấy cái câu thả thính. Hoặc thậm chí tệ hơn là chỉ chăm chăm nói chuyện với cái chàng trai kia thôi và kiểu quên bạn, ngó lơ bạn. Có thể thì rằng là đây là một bài test để làm bạn ghen ấp, để có thể biết được rằng là cái mức độ sở hữu của bạn dành cho cô gái ấy, mức độ tình cảm của bạn dành cho cô gái ấy là như thế nào. Tin mình đi, phần lớn ấy thì con gái nó không dễ thay lòng đổi dạ đâu. Con trai ấy thì có thể có những người mà có người yêu rồi nhưng mà thấy gái xinh ấy thì vẫn thích. Nhưng mà con gái thì là một người khá là cảm tính, nên là không có kiểu sáng thích một người rồi tối lại yêu một người đâu. Họ tỏ ra rằng là thân thiết hơn với một người khác giới để làm bạn ghen. Và nếu như trong trường hợp này bạn chẳng tỏ một cái thái độ gì cả ấy, thì họ có thể nghĩ rằng là biết đâu mình chưa có một cái vị trí quan trọng trong lòng của chàng trai kia. Nhưng nếu lúc này mà bạn lại tỏ ra cáu bản cục xúc hay là tra hỏi rồi chửi bới cô gái đấy, thì bạn vẫn trượt trong cái bài test này. Cách tốt nhất lúc này là bạn hãy tỏ ra rằng là mình có ghen, có không vui, nhưng mà cũng đừng tỏ ra nghiêm túc hay là cũng đừng tỏ ra quá là cáu bẳn ấy. Lúc này thì hãy nói nhẹ nhàng kiểu như là anh không thích em nói chuyện với những thằng con trai khác đâu, em chỉ được cười với mình anh thôi. Rồi chúng ta tiếp tục đến với bài test thứ hai mà con gái thường sử dụng để thử lòng con trai, đó chính là bài test về sự tự tin. Một cách ấy để kiểm tra cái sự tự tin của một người chính là xem cái cách mà họ phản ứng lại với những cái lời trêu đùa của người khác, hay thậm chí là những cái lời chê bai của người khác nữa. Những người ấy mà hay tự ti và không được tự tin cho lắm ấy, thì thường họ sẽ tỏ ra rất là cáu gắt với những cái lời trêu đùa, vì kiểu họ cho rằng là đó là một cái lời sỉ nhục với họ ấy. Đôi lúc có thể con gái sẽ nói những cái lời trêu đùa bạn rằng là anh chơi game tạ thế, hoặc là anh nhạt nhẽo thế. Bên ngoài thì có vẻ như là họ đang xúc phạm bạn, nhưng mà có thể bên trong ấy thì họ đang muốn test thử cái độ tự tin của bạn. Đây ví dụ nhá, nếu như một cô gái nói với bạn rằng là sao mà anh yếu thế, có mỗi cái thùng nước thôi mà cũng không bê được. Nếu như bạn phản ứng lại bằng cách là cáu gắt, cố gắng phủ nhận và cố gắng thể hiện bản thân mình, thì có nghĩa rằng là bạn đang không đủ tự tin. Nhưng nếu mà bạn đáp lại bằng việc là cũng trêu đùa lại cô gái ấy vui vui thôi, thì bạn đã vượt qua bài kiểm tra. Tất cả các cô gái ấy, càng tự tin ấy, thì lại càng muốn ở bên cạnh một người bạn trai cũng tự tin. Và kiểu nếu như bạn cứ cố gắng cáu cẳn và cố gắng kiểu phải phản ứng lại một cách rất là mạnh với những cái lời trêu đùa của cô gái ấy, thì chứng tỏ là bạn chưa được tự tin cho lắm. Và đương nhiên rồi, bạn fail toàn tập. Và cái sự tự tin ấy, thì nó là cái điều mà nó được hình thành ở trong bản thân mình ấy. Và nó cần một cái thời gian dài chứ không phải là kiểu một sớm một chiều được. Và quan trọng nhất để mà bạn có thể tự tin ấy, đó là khi mà bạn biết yêu thương chính bản thân mình và tôn trọng chính bản thân mình nhá. Và khi mà bạn cải thiện bản thân mình mỗi ngày, cả về trí tuệ, cả về ngoại hình ấy, thì cũng là một cái cách mà giúp bạn có thể trở nên tự tin hơn và cảm thấy tự tin hơn rất là nhiều. Các bạn hoàn toàn có thể đọc thêm sách này, tìm hiểu thêm nhiều những cái kiến thức khác nhau, học thêm một loại ngoại ngữ mới cũng là một điều mà rất là ngầu. Và về vấn đề ngoại hình ấy, nếu như mà cảm thấy quá gầy hoặc quá béo thì tập thể dục này, cải thiện chế độ ăn uống để khiến bản thân mình trở nên đẹp hơn. Theo mình ấy, thì đối với mình cảm thấy rằng là đối với một chàng trai đẹp trai ấy, thì điều kiên quyết nhất đó chính là chàng trai ấy phải có một vóc dáng đẹp. Khuôn mặt ấy thì không nói, bởi vì là khuôn mặt thì kiểu cha sinh mẹ đẻ ra rồi, nhưng mà vóc dáng thì là cái điều mà chúng ta hoàn toàn có thể cải thiện và có thể tập luyện được. Vậy nên rằng là sao? Bạn có thể hoàn toàn trở nên đẹp hơn rất là nhiều nếu như mà bạn biết cải thiện vóc dáng của mình. Nếu như cảm thấy kiểu béo quá mà không thể nào mà giảm cân được ấy, thì tin mình đi, giảm cân sẽ khiến bạn đẹp lên 100 lần. Các bạn có thể dùng thử Coffee Idol Slim nhá.
đây cũng là một cái sản phẩm mà mình đã sử dụng và mình cũng đã giảm cân thành công. Trước đây thì mình đã từng béo hơn, hiện tại hơn 10 cân cơ. Ôi, nói chung là béo lắm. Và cái sản phẩm này ấy, thì mình sẽ có thể tư vấn cho các bạn qua Instagram của mình phuong thảo.zoe nhá. Nên là nếu mà cần ấy, thì đừng ngại cứ nhắn tin cho mình. Mình cũng đã giúp được rất là nhiều bạn đã giảm cân thành công rồi, và có nhiều bạn có người yêu nữa cơ. Và một sản phẩm nữa đó chính là sản phẩm tăng chiều cao. Đấy, nên là mình không nói suông đâu, mình sẽ kiểu trực tiếp có thể giúp các bạn luôn để có thể cải thiện bản thân mình và yêu thương bản thân mình hơn nhá. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với bài test thứ ba mà con gái hay dùng để thử lòng con trai, đó chính là làm giá. Đây cũng là một cách mà con gái rất là hay dùng để thử cái độ chân thành của bạn ấy. Mình thường xem một bộ phim thì cái nhân vật nữ chính ấy là người mà kiểu chủ động theo đuổi cái bạn nam kia, xong cuối cùng đến khi mà bạn nam kia cũng thích lại bạn đấy rồi ấy, thì cái bạn gái đó lại kiểu tỏ ra hơi lạnh lùng rồi hơi thờ ơ một chút, xong còn cố tình thể hiện cho nhân vật nam kia biết rằng là mình là một người cũng có khá là nhiều người theo đuổi cơ. Mục đích của việc này ấy là để chàng trai kia cần phải biết trân trọng cô gái ấy và kiểu cần phải cố gắng để có thể giữ cô gái ấy. Nó là một cái bài thử lòng của con gái để test xem là cái mức độ chân thành của bạn dành cho cô gái ấy cao đến mức nào. Nếu như cô gái ấy cảm thấy rằng là bạn cũng không hề có cái ý gì để có thể cải thiện mối quan hệ ấy, thì lúc này cô gái sẽ cho rằng là bạn cũng không hề nghiêm túc lắm. Nói chung là con gái thì phức tạp nhỉ, chúa tể của những cái bài test, chúa tể của sự thử lòng luôn ấy. Nhưng mà không sao, các bạn đừng lo, xem video này rồi thì không sợ một cái bài test gì cả, đúng không? Rồi, bài kiểm tra thứ tư mà con gái dùng để có thể thử lòng bạn đó là đột nhiên tự nhiên lại bơ bạn. Hồi mới yêu ấy thì mình cũng kiểu thỉnh thoảng cũng hay sử dụng cái cách này. Kiểu buổi chiều thì hai người đang nói chuyện rất là vui vẻ, xong kiểu nói chuyện rất là nhiều, xong mình cũng tỏ ra là thích người ta. Xong đến buổi tối tự nhiên thay đổi 180 độ, không cần một cái lý do gì cả, quay ngoắt thay đổi luôn, tự nhiên thờ ơ này, xong nhắn tin thì không rep này, hoặc là sau một tiếng mới rep này, hoặc là rep những cái chữ rất là củn lủn kiểu thôi cho xong ấy. Và lúc này thì các bạn nam chắc chắn sẽ nghĩ là không biết là có phải mình vừa làm cái gì sai không. Trong nhiều trường hợp ấy thì có thể rằng là bạn đã làm cái gì sai rồi đấy, nhưng mà cũng có thể rằng là cô gái ấy đang muốn kiểm tra cái mức độ tác động của cô gái ấy lên bạn là như thế nào. Nếu như lúc này thì bạn không nhận ra rằng là cô gái ấy đang bơ bạn, không nhận ra rằng là cái sự thay đổi về thái độ của cô gái ấy đối với bạn ấy, thì có lẽ rằng là cô gái ấy sẽ khá là thất vọng đấy. Nhưng nếu lúc này mà bạn nhận ra rằng là cô gái ấy đang bơ bạn và bạn đang cố gắng để cải thiện cái điều này, thì bạn đã vượt qua bài kiểm tra rồi. Bạn nghĩ xem, ở trong cái giai đoạn mà còn đang tán tỉnh nhau ấy, mà bạn còn không nhận ra được rằng là cô ấy đang giận bạn, cô ấy đang bơ bạn, không nhận ra cái sự thay đổi trong thái độ của cô ấy, thì khi mà hai người yêu nhau rồi thì bạn cũng không thể nào biết được cái cảm xúc của người kia đang là như thế nào, đúng không? Tin mình đi, là khi mà bạn dỗ dành cô ấy thì cô gái ấy chắc chắn là đang tủm tỉm cười khi nhắn tin với bạn, mặc dù vẫn đang cố tỏ ra là bơ bạn cơ. Rồi tiếp đến bài test thứ 5 mà mình thấy rằng là con gái cũng cực kỳ hay dùng để thử lòng con trai, đó chính là khiến bạn thay đổi những cái thói quen của bản thân mình. Con gái thì có một cái đặc điểm rằng là thì họ rất là thích có thể thay đổi được bản thân của bạn trai ấy. Vì thế nhiều cô gái hay thích yêu bad boy là như thế, kiểu yêu bad boy xong rất thích cái cảm giác có thể thay đổi cái chàng trai bad boy đấy trở thành một chàng trai tốt ấy. Nói chung mấu chốt thì con gái rất là thích mình sẽ có những cái tác động lên bạn trai nếu họ thấy bạn thay đổi theo ý của họ ấy, tức là họ đã có những cái tác động nhất định lên bạn rồi. Trong trường hợp này thì mình nghĩ rằng là cái gì thì cũng sẽ có hai mặt. Nếu như những cái thay đổi, những cái mong muốn của họ ở bạn ấy là tốt, ví dụ họ có thể muốn bạn từ bỏ những cái thói quen không tốt cho sức khỏe như là nhậu nhẹt, không ăn uống đầy đủ, hoặc là thức đêm để chơi game, hoặc là muốn bạn ăn uống healthy hơn, chăm chỉ tập thể dục hơn. Và nếu như những cái điều này thì bạn có thể thay đổi, thì họ sẽ cho rằng là bạn là một người rất cố gắng để có thể cải thiện sức khỏe của bản thân. Nhưng nhá, nếu như một cô gái mà muốn test bạn theo kiểu rằng là muốn bạn ăn mặc theo những cái gì mà họ muốn ấy, cô gái đó là những người mà thích dùng những cái món đồ hiệu đắt tiền và muốn bạn cũng phải dùng theo như thế mặc dù bạn không có đủ khả năng về tài chính, thì trong trường hợp này mình tin rằng là để có thể vượt qua cái bài test này ấy, thì bạn hãy giữ vững cái lập trường của bản thân mình, giữ vững những cái lập trường về con người sẵn có của bạn. Ok, như vậy là ở video ngày hôm nay thì mình đã nói với các bạn
5 bài test mà con gái hay dùng để thử lòng con trai. Hy vọng rằng là video này thì sẽ hữu ích với các bạn nhá. Nó sẽ như là một cái đề cương ấy, đề cương để các bạn ôn tập trước khi đi thi, trước khi bị kiểm tra. Nên là nếu như trúng tủ thì cứ theo video này mà áp dụng thôi. Cuối cùng thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Và nếu như thấy video này hay thì đừng quên like, share và đăng ký kênh của mình để có thể ủng hộ cho mình nhá. Mình bảo này, follow Insta của mình đi, Phương Thảo chống dâu y. Cuối cùng thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Rồi, còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.